mắc luôn anh. Bây giờ gia đình ở Cần Thơ lên nhờ đồng chí Minh Hải tìm em gái và con có loại chia sẻ giùm. Ở đây đồng chí Minh Hải là giúp dân, giúp đời, người giúp miễn phí, không có cốc tiền nha. Đây là đăng lên rồi còn đi tìm nữa. Hiệp sĩ Bình Dương thì đồng chí Minh Hải sẽ đi tìm các nơi và con có loại chia sẻ giùm chưa rồi. Hiện giờ đồng chí Minh Hải còn nhiều người đang tìm, đang nhờ đồng chí Minh Hải và con có loại chia sẻ giùm. Có liên lạc đồng chí Minh Hải 0913 785 858. Ở đây làm miễn phí, không có tiền bạc hết cho bà con. Bà con giúp giùm mọi người, bà con giúp giùm, giúp cho tôi có gì liên lạc trực tiếp. Xin chào cô chú anh chị, con cô bác. Thì hôm nay có anh trai lên tìm em gái. Đó, thì hôm qua thì có chị gái đảm con anh em mà con nhỏ quá thì anh em cho về sớm. Đó, thì anh ơi, hôm nay anh lên tìm em gái thì anh nói hỏi về tên của anh, năm sinh, quê quán ở đâu để cho bà con biết. Xin chào bà con cộng đồng mạng. Tôi là Lâm Vũ Phước, đang đi tìm em gái là Lâm Thị Phương Quy. Đặc điểm của em đó là người nhỏ nhắn, cao khoảng tầm 1m5, hơn 1m5, mặt tròn xinh xắn, trắng trẻo xinh xắn, mà miệng chím chím, là cười hay là cười là có má lúm đồng tiền hai bên. Cái em gái anh á, cái khi mà ở nhà thì anh thấy có bình thường không? Tại sao mà lại bỏ nhà đi như thế này? Thì ở nhà thì cũng rất là bình thường, nhưng mà không hiểu lý do là sao nó cũng hay tìm cách tìm cớ để đi ra ngoài, để tìm cớ đi ngoài suốt mà. Nhưng mà khi mà phát hiện ra thì em nó có lấy tiền ở nhà đi. Lấy hình nhiêu tiền? Lấy khoảng tầm lòng vòng khoảng trên dưới 300. Em gái của em là em gái của anh á. Là có gia đình chưa? Có gia đình, một con trai mới vừa hơn 1 tuổi. Mới vừa hơn tuổi bỏ nhà đi phải không? Bỏ nhà đi. Ở nhà có chồng có la rầy đánh đập gì vợ mà vợ bỏ đi? Thì mình chỉ là anh trai chỉ nghe là nó nói, nhưng mà nó đã trốn lên đây mấy lần, lên đây rồi chồng nó lên 2-3 lần để rước về. Lần thứ hai này rước về là lý do nó trốn đi, rồi anh chồng nó bắt nhỏ về quê. Quê ở Kiên Giang. Ủa chồng lớn hơn đứa em gái mình bao nhiêu tuổi? Chồng thì tuổi Tý, nó thì tuổi Tỵ. À, chồng tuổi Tý nó tuổi Tỵ phải không? Dạ. Là sinh năm mấy, chồng sinh năm mấy? Không nhớ rõ nữa. Em thì Quyên là nó sinh năm 2000. Nói chung là hồi nãy giờ sẽ mời anh thấy ở đây quá trình người đến tìm thì chưa anh Hải. Anh thấy nhiều lắm. Phải không? Giờ tôi giờ 12 giờ rồi mà tôi phải tiếp khách. Chưa cơm nước sớm mơ, chưa ăn uống, tôi kết khách từ 7 giờ cho đến 11 giờ, bây giờ 12 giờ rồi. Nên bà con có lỗi chia sẻ giùm, bà con chia sẻ giùm. Có liên lạc Hiệp sĩ Vĩnh Hải 0913 785 858. Bà con thấy bé này đâu điện thoại, đợi Hiệp sĩ Vĩnh Hải nha bà con. Bé này là... lấy tiền nhà, lấy tiền ở nhà dưới quê hay lấy tiền của gia đình của anh ở trên đây? Lấy tiền của cha mẹ trên này. Với anh em nó mượn tiền, anh em là nó chỉ đi bán hàng. Hàng thấy em khổ sở vất vả lên đó, thì mình anh em là cũng cho mượn để đi làm. Nhưng mình thực tế khi mà vợ lỡ như vậy mình cũng không biết là nó làm gì, mục đích gì, lấy tiền để làm gì. Rồi bây giờ mình có nghi con mình, con em mình nó nghiện cái gì không? Nghiện chơi game hay nghiện ma túy hay là gì không? Thấy là trước mắt là từ đó giờ thấy là hay bấm điện thoại là nhiều và thường xuyên. Còn nếu mà ma tí hoặc là xã hội này cái nọ là từ đó giờ nó không có giao du với ai bên ngoài. Mà cũng không hiểu tại sao thời gian gần đây nó lại đi biệt. Rồi bây giờ nè, em gái mình có chồng rồi, giờ ở nhà chồng hay là ở nhà mà chung với gia đình mình? Đã về nhà chồng đã làm ăn ở dưới rồi, xong rồi trong thời gian bị thất bại rồi nó lại ẵm con nó trốn lên Bình Dương này. Chú Bình Dương này rồi là mới lấy tiền ở nhà đi chồng lên rước, nhà chồng lên rước mà nó không chịu về. Nhà chồng lên, nó lên đây là lên nhà ở với ai, bà con ở đâu với cho Bình Dương? Cha mẹ với hai đứa em gái, hai chị gái nó là em của em làm ở trên này, trên Bình Dương này, ở chung với ba mẹ. Ở chung với ba mẹ ở trên này, ở trên Bình Dương này. Dạ đúng rồi. Rồi chứ sao đang ở nhà cha mẹ em nó bỏ đi làm sao? Là nó ở nhà cứ thấy là nó cứ tìm cớ cách nó để đi ra ngoài không à.
mà không có phát hiện cái gì. Khi phát hiện nhà mất tiền thì là nó đã đi rồi, điện nó từ hôm đó nay là nó không quay về nữa. Thế là nó biết ở nhà phát hiện là bị mất tiền là nó bỏ đi không? Dạ. Rồi ở nhà có trình báo công an không? Có trình báo nhưng mà có trình báo rồi. Công an có nhận đơn không? Công an ở phường nào? Phường Phú Tân. Rồi chị chỉ là nhà cha với đứa em gái kế là nó đi trình báo công an phường. Công an phường có làm hồ sơ không? Ban đầu không? Chị cũng không rõ nữa, chỉ nghe nó trình báo công an vậy thôi, cũng chưa hỏi gì. Em thì ở Cần Thơ cũng mới lên đây, tình hình như thế nào cũng chưa nắm sát sao. Lý do tại vì tụi này đăng clip lên là phải có bằng chứng, có này kia tụi này mới dám làm ha. Dạ. Đây là báo công an là tụi này mới dám làm ha. Dạ. Đây làm gì phải cũng có pháp luật nha. Làm gì cũng pháp luật mới dám làm ha. Đây đầu tiên hãy làm là phải có bằng chứng này kia mới làm được nha. Ủa rồi hai vợ chồng đã ở có giấy kết hôn chưa? Cần đăng ký kết hôn đầy đủ. Nó đã là cắt khẩu chuyển khẩu về nhà bên chồng luôn. Rồi giấy kết hôn đầy đủ phải không? Dạ. Sao hôm nay không kêu chồng của bé lên để anh em hỏi cho nó dễ, cho nó rõ ràng hơn? Bởi vì chồng nó đã lên xuống mấy lần thì còn bận công việc ở nhà, lo con cái ở nhà, nó không có đi được. Ủa chồng của bé này là hiện giờ làm gì? Làm sửa xe máy. Làm thợ sửa xe máy hả? Dạ, đúng rồi. Sao mà kỳ hai chồng đang ở yên ổn mà tự nhiên bỏ đi này kia? Này cũng khó, bà con vẫn loại chia sẻ giùm. Thì anh có nhận được em gái của anh có xin việc làm ở chỗ nào không? Được việc nhẹ lương cao gì cái lúc mà hiếu nợ quá không? Không thấy, nó chỉ nói là nó đi bán hàng online thôi. Dạ. Mượn tiền anh em này nọ để đi bán hàng online, lấy nó bán mỹ phẩm gì đó. Dạ. Rồi lấy hàng rồi bán, lấy hàng của shop rồi bán lại cho người tiêu dùng để kiếm lời. Ừ. Mình chỉ biết là như vậy thôi. Thì theo như thông tin của anh em hiệp sĩ Bình Dương đó, tiếp nhận rất là nhiều lừa qua mạng, cũng bán hàng online rồi lừa việc nhẹ lương cao các kiểu, rồi những cô gái nhưng mà suy nghĩ không tới lại tham gia vô, bắt đầu là cảm thấy mà bị hăm dọa, thiếu tiền thiếu nợ, nó lâu đầu này hiểu quẩn rồi xin đi làm mấy chục triệu tháng, rồi nó đưa đi chỗ xa, đi qua nước bạn, rồi đưa đi mấy cái chỗ động này động kia để làm kiếm tiền nhiều, mà ai ngờ vô đó làm chỉ trả nợ thôi chứ không có tiền nhiều đâu. Đó, anh em tiếp nhận rất là nhiều ca. Mấy hôm anh em đã tìm về được vài bé rồi, vài bé về được gia đình rất là mừng. Nên là mong mà chị này á, đừng có sao hoa vào những cái con đường đó. Đó, thì có gì á, mình dùm chia sẻ gia đình, thì gia đình sẽ giúp được gì giúp. Chứ bây giờ nó lừa rất là tinh vi. Anh em thì muốn chia sẻ cho bà con biết như thế này, như vậy thôi. Nói chung là sự việc là bé này nghe em nói là hồi tối này có chia sẻ vị trí. Yeah. Cho người nhà thì nói là sao, rồi anh kể rõ ràng cho con biết, con được theo được ra con được kiếm giùm. Em nó có chia sẻ cho mẹ, kêu là mẹ đem tiền qua chỗ vị trí, chia sẻ vị trí đó là 5 triệu để mà chuột về ra mới được, có 5 triệu mới ra được. Nhưng mà tới thì sẽ có một người bạn nào đó ra, không đừng cứ vô, sẽ có người bạn nào đó là ra nhận rồi ở nhà là cũng không có tiền, ở nhà không còn tiền mà để mà đi mà đưa em nó để chuộc em về nữa, rồi mới nói là không có, cho nên rồi xong cũng nhắn qua nhắn lại, rồi cả đêm rồi khuya nó lại nhắn lại với mẹ là nó khỏi qua tiền nó đâu, nó đã có người chuộc rồi, có người chuộc rồi hả? À, hiểu rồi. Vậy là nó thẳng là luôn cái tình trạng như vậy nè, là bé này á, là bị đưa vô những cái đường dây môi giới á. Rồi xong rồi á, nó thấy bé này mà không làm nó được, nó kêu á, thôi đi chỗ khác làm, nó cho cái quán khác qua chuột xong á, nó đưa nữa là bắt đầu cắn nợ, đúng không? Cắn nợ vô 5 triệu cũng vào thành 10 triệu, bắt đầu cái nó đưa theo cái nữa là cuối cùng nó đưa qua Campuchia, anh hiểu không? Nó đưa đi vòng biết vậy á. Cho nên là mấy bé này suy nghĩ không có tới, nghĩ là có người chuột đi ra chỗ khác làm ngon hơn, là bán chỗ khác, nó bán đi vòng vậy á, là cuối cùng mình ở ngàn dướng vô, anh hiểu không? Ừ, thì anh em sẵn nói luôn cho mấy chị mà mới lớn, mấy chị mà lớn rồi mà hết làm việc nhẹ lên cao á, thì suy nghĩ lại nha, không phải đơn giản đó. Thì anh em cũng nhắn gửi tới bà con cô bác, thì anh có cái lời nào đó gửi cho em gái của anh đi, nói vậy, chuyện trực tiếp tha thứ này kia, em nói là về tha thứ chồng con. Bây giờ Quyên ở nhà đang tìm em. Thì anh có những lời nhắn gửi cho em gái. Giờ mình về đi.
đừng có suy nghĩ quẩn rồi cứ sợ về nhà cha mẹ không tha thứ anh em ghét bỏ này cho nọ, về với cha với mẹ anh em đi chồng con. Đừng nghĩ quẩn, đừng có nghe lời xúi dục của bạn bè, không ai có tốt bằng người thân của mình hết. Mọi người đều là giang tay đón, ngọng một tay để đón em về. Còn chồng còn con nữa. Thương cha, thương mẹ, thương chồng, thương con. Thì về, về làm lại em ơi. Thằng cô Tí nó không tỏ tình gì đâu, em đừng có làm cái gì. Quá đau lòng, bà con có lỗi chia sẻ giúp dùm đồng xin hại, đăng được lên rồi còn đi tìm nữa. Bà con có lỗi chia sẻ giùm tôi những hoàn cảnh này rất là đau. Bà con mới là vẫn chia sẻ. Bây giờ mình còn gì bà con chờ quá. Bây giờ con như người bà con đang đợi nên mọi người là vẫn chia sẻ giùm. Đang đợi ngoài nay 12 giờ là tôi còn tiếp khách. Anh em cũng xin kết thúc video tại đây, thì mong bà con cô bác chia sẻ ra để giúp phụ anh em đi tìm bé này để đem về cho gia đình, để gia đình được vui. Còn lo lắng hơn nữa. Và xin chào quý chị bà con cô bác.